Thưa quý vị và các bạn, vào thứ hai tuần trước thì người dùng đã không thể truy cập vào một loạt các website tin tức của Việt Nam như Dân Trí, Soha, Kênh 14 hay VN Economy. Cho đến thời điểm này thì đại diện của công ty cổ phần truyền thông Việt Nam VCCorp, đơn vị vận hành hệ thống của các trang mạng này cho biết đây là một cuộc tấn công và nó đến từ một nhóm người có chuyên môn. Ngày 13 tháng 10 thì toàn bộ các sản phẩm của VCCorp và các báo điện tử mà công ty này đang vận hành kỹ thuật như Dân Trí, Người Lao Động, Gia Đình và Xã Hội đã không thể truy cập được. Đến ngày 15 tháng 10 thì sự cố có dấu hiệu được khắc phục, nhưng đến chiều ngày 16 tháng 10 và sáng ngày 17 tháng 10, một lần nữa toàn bộ các trang trên lại không thể truy cập. Và trong suốt một tuần qua, các chuyên gia kỹ thuật thường trực tại trung tâm dữ liệu của VCCorp 24/24 giờ. Công ty đang tập trung vào khôi phục các báo điện tử. Do toàn bộ các báo điện tử đều tiến hành sao lưu dữ liệu trực tuyến hàng ngày nên toàn bộ dữ liệu đã không bị mất. Mục tiêu hiện nay là tiếp tục củng cố lại hệ thống để các website này hoạt động một cách ổn định, an toàn và nhanh hơn. Cho đến thời điểm này, theo thông tin từ phía VCCorp, các sản phẩm do công ty vận hành đều đã hoạt động ổn định trở lại. Tuy nhiên thì chưa thể dự đoán trước là sẽ còn những đợt tấn công tiếp theo hay không. Các chuyên gia an ninh mạng và cơ quan điều tra vẫn luôn sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Và để tìm hiểu cũng như là hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi cũng đã mời đến trường quay vị khách mời là Trung tá Lê Xuân Minh, trưởng phòng 2 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an. Thưa ông, vừa rồi, vâng, hàng loạt các cái trang mạng vừa bị tấn công làm tê liệt các hệ thống trung tâm dữ liệu, và gần đây nhất thì các nạn nhân như các trang web mà chúng ta vừa nói đến ấy, thì theo ông là cái sự cố lần này có khác những cái sự cố lần trước hay không, và đây có phải hình thức tấn công từ chối dịch vụ DDoS hay không ạ? Theo được sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì chúng tôi cũng đã tham gia vào với cái đơn vị VCCorp, mà cái đơn vị mà bị tấn công từ những cái giai đoạn đầu tiên. Thì theo đánh giá của chúng tôi cùng với các đơn vị thì cái cuộc tấn công lần này thì không phải là cuộc tấn công DDoS từ chối dịch vụ, mà đây là một cuộc tấn công mạng với quy mô và cái cách thức tương đối là chuyên nghiệp của một cái nhóm hacker, và đã xâm nhập được tương đối sâu vào cái hệ thống của công ty. Và cái nhóm hacker này đã thực hiện cái việc mà đưa một cái đoạn mã độc, đoạn script mã độc vào trong hệ thống khoảng gần 1.000 cái máy tính, và đồng loạt 1.000 cái máy tính này nhận lệnh để mà xóa cơ sở dữ liệu trong cái hệ thống vào một cái thời điểm nhất định. Và cái mức độ tấn công này thì liên tiếp sau đó thì doanh nghiệp cũng VCCorp này cũng luôn luôn bị cũng nhận được khoảng ba cái cuộc tấn công tiếp theo. Và mỗi cuộc tấn công thì mang một cái màu sắc và một cái tính chất khác nhau. Lúc đầu là cuộc tấn công về xóa cơ sở dữ liệu, nhưng sau đó thì là cuộc tấn công về cái mã nguồn, và đến cái cuộc tấn công về thay đổi DNS, thay đổi cái tên miền, trỏ tên miền đi một cái địa chỉ khác. Liên tục các cái cuộc tấn công vào cái hệ thống này. Vâng. Thưa Trung tá Lê Xuân Minh, ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nguy hiểm của cái loại hình tấn công này? Cái tấn công theo cái dạng xóa cơ sở dữ liệu này là một trong những cái tấn công mà phá hoại nghiêm trọng nhất. Bởi vì như các bạn cũng đều biết rằng là cái cơ sở dữ liệu của một doanh nghiệp là như là một cái trái tim và cái hệ thống để hoạt động cho một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Thế nhưng mà khi bị các cái đối tượng tấn công và xóa đi cơ sở dữ liệu, tức là xóa đi những cái tài sản quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Cũng may đây là cái trường hợp này thì các doanh nghiệp luôn luôn có cái hệ thống phòng thủ và backup các cái dữ liệu này ra thì sao lưu dữ liệu nên là có cái khả năng để phục hồi được. Tuy nhiên những cái cuộc tấn công như thế này thì ảnh hưởng rất lớn đến những cái hoạt động của các cái doanh nghiệp làm về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Vâng, với tư cách là một chuyên gia thì xin hỏi ông là ông có cảnh báo như nào đối với người dùng, những người sử dụng máy tính, làm thế nào để có thể phòng chống được những cái hình thức tấn công như này, hoặc là ngăn ngừa các cái virus xâm nhập vào hệ thống máy tính? Về các cái hình thức tấn công dạng tấn công vào cơ sở dữ liệu như thế này thì theo chúng tôi đánh giá cũng như là cũng đề nghị, và chúng tôi đang phối hợp với cả một số cái đơn vị chức năng là ta sẽ cần phải xây dựng một cái chuẩn công nghệ. Hiện nay thì ta đã có cái chuẩn về ISO về 27001 về cái chuẩn về bảo mật an toàn thông tin cho các cái đơn vị cũng như các cái cơ sở dữ liệu lớn của các cái doanh nghiệp. Thế thì các cái doanh nghiệp mà làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin này thì đặc biệt phải lưu ý đến cái việc đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống, đảm bảo cho cái cơ sở dữ liệu của mình, bởi đấy chính là những cái tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Và đồng thời thì phải sử dụng những cái hệ thống phần mềm cũng như là những cái hệ thống phần mềm có cái bản quyền để chúng ta luôn luôn gọi là nâng cấp được cái hệ thống của mình và tránh được những cái lỗ hổng bảo mật và hacker có thể tấn công.
Đồng thời những cái đoạn mã cũng như cái đoạn đường dẫn mà không rõ ràng được nhận hoặc gửi qua các cái hệ thống thư điện tử và các cái kênh thông tin thì cũng phải đặc biệt lưu ý để tránh cho việc mà ta đã vô tình là ta mở cửa cho các cái hacker tấn công vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu của mình. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Lê Xuân Minh. Cảm ơn anh nhiều.